vị và các bạn trong chương trình Tự tin để đẹp. Hiện tại thì Kim Thoa đang có mặt ở quận Gò Vấp để đến nhà của bạn Nguyễn Thị Thu, nhân vật của chương trình hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào bên trong nhà bạn để xem là vì sao Thu lại đăng ký tham gia chương trình quý vị nhé. Có phải là dạ. Nguyễn Thị Thu không ta? Dạ phải. Mình là Kim Thoa đến với chương trình Tự tin để đẹp. Chị Nguyễn Thị Thu, 26 tuổi, độc thân và hiện đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty in Bến Thành. Cô gái trẻ đến từ Nghệ An này sẽ chia sẻ câu chuyện của mình ra sao? Vì sao mà Thu lại đăng ký tham gia vào chương trình? Thì em xem ở trên TV á, thì em thấy cũng thích thích. Rồi thấy người ta làm đẹp quá chừng luôn. Xong rồi muốn thay đổi con người mình thử như thế nào. Với lại xem thử thay đổi xong rồi có người yêu hay không. Thường thường em đi làm kinh doanh thì cũng gặp khách hàng nhiều. Thì em cũng muốn thay đổi cái ngoại hình của mình á, để khi tiếp xúc với khách hàng á thì họ có cảm tình với mình hơn. Tức là từ trước tới giờ thì cái phong cách ăn mặc của em như thế nào mà bây giờ thì em lại muốn thay đổi nó? Thì từ trước tới giờ thì em thì cũng ăn mặc vậy này. Dạ, cũng áo sơ mi với quần dài thôi đi làm. Chứ em không có đi làm không mặc váy này nọ rồi. Tại sao không chịu mặc váy? Đi làm mặc váy thấy nó sao nào á. Nó di chuyển không được tự nhiên cho lắm. Tức là từ thứ hai cho đến sáng thứ bảy là đều những trang phục giống nhau như thế này hết. Không cảm thấy nhàm chán hả? Không, sáng thứ bảy thì bên em có quyền mặc áo thun. Thì cũng thường thường mặc áo thun đi làm, nhưng mà chưa mặc váy đi làm. Với cái tính cách của mình thì Thu cảm thấy mình có gì đặc biệt không? Em thấy cũng bình thường. Chị thấy em có một cái rất là đặc biệt, đó là em cười hoài. Không nói cái gì em cũng cười hết. Là một người rất là vui vẻ, rất là hoạt bát. Đúng rồi đó. Cái này, cái cười này, bạn em kêu đau bụng cũng cười luôn. Tại sao? Sao lại đau bụng cũng cười? Tại vì em bị đau bụng mà em kêu bạn em là ôi trời ơi, tao đau bụng quá. Cái này mới nói xong nó cười, chứ mày cười mà mày đau bụng cái nói gì. Khi mà Thu đăng ký tham gia vào chương trình thì Thu mong muốn là mình sẽ được thay đổi như thế nào? Thì muốn thay đổi về phong cách ăn mặc của mình này. Rồi xong cái đầu tóc của mình thay đổi sao cho phù hợp với khuôn mặt. Với lại cách mà mình đi dự tiệc đi đâu đi đó mình trang điểm như thế nào cho phù hợp với mặt của mình. Còn lúc trước mà còn ở ngoài Nghệ An, còn họ là học sinh phổ thông á, thì như thế nào? Lúc đó thì ông còn quê mùa lắm. Không biết gì hết, cứ buộc tóc lên rồi xắn xong đi. Chứ lúc đó cũng không biết là tỉ tóc mái như thế nào nữa hết á. Ai là người biết Thu đăng ký tham gia vào chương trình đầu tiên? Bạn em á. Bạn thân. Bạn có nói gì không? Thì bạn em nói thì đăng ký đi. Đăng ký xong đi xem như thế nào, rồi bữa sau được thì đăng ký tiếp. Thu có thể chia sẻ về cái hình mẫu mà bạn trai lý tưởng của mình được không? Là một người như thế nào? Em thì dễ lắm. Cao to đẹp trai hả? Có luôn hả? Càng tốt chứ sao? Anh gì nữa không? Nói chung là có tính cách hài hước một xíu là được rồi. Quan tâm đến người khác xíu là được. Không cần gì nữa. Chị Uyên, ngày hôm nay thì Thu mặc cái trang phục để đi đến shop thời trang của mình, chị thấy như thế nào hả chị ha? Năng động, trẻ trung, sơ mi quần jean thì luôn luôn dễ thương. Nhưng mà nếu bạn đi dạo phố hay đi đâu đó thì được, chứ nếu bạn đi làm thì với trang phục này không phù hợp lắm. Và kể cả đến gặp mặt bạn bè hay gì đó thì mình cũng có nhiều tiêu chí để lựa chọn, hiện đại hơn, phong cách hơn. Ngoài cái style như vậy, đó là quần jean, áo thun. Hôm nay thì chị sẽ giới thiệu cho bạn một vài trang phục để bạn đẹp hơn. Phong dáng của em nó khá hợp với những chiếc đầm mà cánh tay, bởi vì em phong dáng của em vừa người và cao gầy nhưng mà không có quá ốm,
Nên do đó mặc những chiếc đầm mà hiện đại cánh tay như vậy thì nó rất là đẹp. Cái đầm này nó được phối với cái cổ xinh như vậy. Ngoài ra màu đơn sắc. Phong dáng nó A nhẹ, không có A, không có xòe nhiều. Nó rất là phù hợp với em. Cái này thì đi chơi cũng được, đi làm cũng được. Nó rất là thuận lợi và dễ dàng trong nhiều môi trường khác nhau em nhé. Chiếc đầm như vậy nó đẹp, nó phù hợp với nhiều người. Nhưng mà với em, ở lứa tuổi của em thì không nên chọn. Bởi vì họa tiết như vậy trông rất là già so với em. Ví dụ hoa văn này mà thiết kế một cái đầm liền và ôm suông ngắn ngắn, rồi họa tiết đơn giản thì được. Còn cái cách thiết kế như vậy chỉ phù hợp những người lớn tuổi một chút thôi. Ví dụ 29-30 trở lên thôi. Hồi nãy là một tông màu tươi, màu nổi bật. Bây giờ chị chọn cho em cái này là một cái tông màu hơi trầm. Dáng áo nó khác hẳn cái áo hồi nãy. Cái áo vừa rồi mình chọn là nó cánh tay, còn cái này nó lịch lãm và nó rất là lịch sự. Nó chỉ phù hợp với cái môi trường đó là em họp hành đi làm mà cần phải mặc đồ lịch sự. Thì em nên chọn cái sản phẩm này. Nhìn thì có vẻ như cái áo đầm nó nặng nề và già, nhưng mà khi mặc lên người em sẽ thấy nó rất thanh thoát, nó vừa với người mình. Và cái cổ phối như vậy, cái cổ dạng cổ vét như vậy, nó rất phù hợp trong môi trường công sở. Với chiếc đầm như vậy, em không nên phối gì nữa hết ngoài đôi giày và túi xách hay gì đó đơn giản thôi. Bởi vì không nên đeo dây đeo hay nịt gì, nó không phù hợp. Nó đã có thắt lưng ở eo rồi, thắt lưng vải cột dây ở eo rồi. Ngoài ra có cổ, với cái trạng thái là áo mà được phối có cổ rồi thì không nên đeo dây đeo. Và đây chính là một cái trang phục rất là sang trọng mà chị Như Uyên vừa lựa chọn cho bạn Thu, nhân vật của chương trình ngày hôm nay. Khi mà vào mình thử thì Thu cảm giác như thế nào hả em? Em thấy là cũng phù hợp với lại dáng đẹp. Thấy phù hợp và thấy đẹp hả? Thích không? Thích. Thích đúng không? Từ trước tới giờ thì những cái phong dáng như thế này thì Thu đã thử qua chưa? Dạ chưa chị. Thử những cái bộ đầm phè không? Với những cái bạn có lứa tuổi trẻ như vậy thì đây là chiếc đầm đen có họa tiết là sọc mảnh màu trắng. Thì bạn có thể mang giày màu trắng hoặc màu đen. Ngoài ra túi xách cũng vậy, chỉ hai tông màu đó thôi. Nhưng thật ra nếu mà túi xách màu đỏ đô thì bạn nên đi giày màu đỏ đô cũng đẹp, nhưng không đẹp lắm. Vẫn ổn tại nó là gam màu lạnh màu đen như vậy ha. Cái sọc trắng nó cũng mảnh thôi, nên có thể nó vẫn phối được với gam màu khác, nhưng không đẹp bằng hai màu trắng đen bạn nhé. Đẹp nhất là gam màu đen. Dạ, em cảm ơn chị Uyên vì đã tư vấn cho em rất nhiệt tình. Rồi, em cảm ơn chị Uyên nhiều. Em chào chị ha. Chào hai em. Chính tay của chị ấy sẽ giúp cho Thu có mái tóc mới cũng như là một cái cách make up thật là phù hợp với gương mặt của bạn nha. Rồi, xin mời hai chị em. Với gương mặt của em thì chị sẽ cắt ngắn lên như thế này để cho mình nó trẻ trung và nó năng động hơn. Và chị sẽ nhuộm cái màu sáng khoảng màu tro để cho gương mặt mình nó sáng sủa hơn. Thì da mặt của em thì nó hơi sạm và có những cái vết nó không đều màu, thì chị cũng sẽ trang điểm cho nó hài hòa hơn và tỉa lại chân mày cho mình. Và chị sẽ cho con mắt em nó to rõ hơn. Tham gia chương trình để tìm kiếm một diện mạo mới, để từ đó tự tin hơn trong cuộc sống và hy vọng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Liệu cô gái trẻ với nụ cười thường trực Nguyễn Thị Thu sẽ thay đổi ra sao? Với quý vị, đây chính là hai cô bạn rất là thân của bạn Nguyễn Thị Thu, là nhân vật của chương trình Tự Tin Để Đẹp ngày hôm nay. Thu thì sẽ là một người nói chung có phong cách thì đơn giản, nhẹ nhàng, cũng không có, bạn cũng không có chung là trau chuốt gì vẻ bề ngoài lắm. Đúng rồi. Vậy chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ bạn Thu ngay bây giờ nha. Em háo hức lắm rồi. Háo hức lắm rồi đúng không? Thu ơi, xin mời. Và đây chính là hình ảnh mới của chị Nguyễn Thị Thu. Phải Thu đấy không chị? Rồi ngắm lại kỹ đi, có phải Thu bạn mình không? Ngắm đi. Nói về em lắm, chụp tấm hình trước thì thay đổi để em nhắm ngắm mới được. Chụp chưa? Chưa chị. Chưa. Giờ nó không ra luôn. Từ hồi xưa tới giờ mà nhìn không ra.
thấy chưa, chơi từ xưa tới giờ mà nhìn không ra. Bây giờ thay đổi trong vòng một ngày thấy khác quá chừng luôn. Chững chạc hơn vậy. Tại vì nhiều khi đúng rồi em dùng cái từ rất là chính xác, vừa sang trọng và rất là chuyên nghiệp nữa. Riêng Thu thì em cảm thấy như thế nào? Em thấy khác quá, hoàn toàn so với mình lúc hồi trước á. Đúng rồi, đẹp không? Đẹp. Thế còn cái lúc mà được các chuyên gia tháo màn trên tấm gương xuống đó thì lúc đó cảm giác như thế nào? Em ngỡ ngàng luôn. Không nhận ra mình luôn. Em hết hồn luôn. Hết hồn luôn hả? Một chiếc đầm màu đen với họa tiết sọc trắng, cổ áo dạng vest và thắt lưng vải cùng màu, tất cả tạo nên hình ảnh hiện đại sang trọng và rất quyến rũ cho chị Nguyễn Thị Thu. Mái tóc cột cao đơn giản này đã được cắt ngắn ngang vai nhuộm màu sáng và uốn lọn phần đuôi tóc. Thêm vào đó là phần trang điểm nhẹ nhàng làm tăng thêm vẻ nữ tính và mới mẻ cho cô ấy. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Thường là lên uống thiệt thì nó sẽ đẹp hơn, vì đây chỉ có là tạo kiểu thôi. Thì mái tóc nó sẽ bồng bềnh hơn và nó đẹp hơn và cũng nhuộm cho Thu highlight luôn. Cho nên nhìn cái tóc mình nó đầy sức sống hơn và ở nhà nên dưỡng nhiều hơn. Từ mái tóc của Thu thì nó hơi khô. Và ở nhà thường xuyên kẽ chân mày và chỉ một chút xíu môi màu đỏ hoặc là má hồng thôi thì nhìn nó rất là tươi tắn và khỏe nữa. Dạ, thì qua đây thì em rất cảm ơn chị rất nhiều vì đã thay đổi ngoại hình của em như thế này. Em hết sức bất ngờ về ngoại hình của em. Cảm ơn Thu vì bạn đã cười rất là tươi từ nãy đến giờ, tức là rất là thích ngoại hình mới của mình đúng không? Rồi em cảm ơn chị Hằng rất là nhiều, thật là bất ngờ đúng không nào? Thật sự lúc sáng thì Thu rất là khác, còn bây giờ thì cũng đã rất là khác, rất là xinh đẹp và giống như bạn của Thu nói là đã chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Và hy vọng là với ngoại hình mới này thì Thu sẽ tự tin hơn trong cuộc sống và công việc của mình với Thu nha. Hãy cùng theo chân MC Kim Thoa đến gặp nhân vật tiếp theo của chương trình. Chị Tuyền. Em chào chị ơi, em Kim Thoa đến từ chương trình Tự Tin Đại Đẹp ạ. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền sinh năm 1981, hiện đang làm nhân viên cho phòng kỹ thuật công ty may Nhà Bè, đã kết hôn được 12 năm và có hai cô con gái. Hãy cùng nghe chị ấy chia sẻ cơ duyên đưa mình đến với Tự Tin Đại Đẹp. Mình đến chương trình này á, là hôm đó mình đi coi với cả nhà cùng ngồi xem. Con gái nói mẹ sẽ đăng ký xem chương trình để thay đổi mình xíu đi mẹ, xem thử sao. Dạ. À, nên mình nghĩ là ôi, cái mình vô Facebook của chương trình đăng ký thử, ai ngờ được luôn. Ông xã cũng mới xem, nói chương trình cũng hay. Dạ, tức là ảnh cũng ủng hộ chị tham gia đúng không? Dạ. Con gái lớn của chị là 10 tuổi, hai mẹ con thì có thường xuyên đi mua đồ với nhau không? Cái mỗi lần là nói chung là quân sư của mẹ. Nên mỗi lần đi mua đồ là dắt con theo, giống như là tại do mình có cái điểm đó mình không tự tin lắm. Nên đi theo mình có để em nhận xét, rồi mình thấy được hợp phù hợp mình mua, không phù hợp là không mua. Dạ. Chị đi với con thôi hả? Đi với con. Còn ông xã thì không có gu về thời trang, cái gì cũng được, nên thôi cái đó là bó tay. Thế thì bình thường thì chị Tuyền cảm thấy cái cách ăn mặc của mình nó như thế nào? Nói chung là mình có thuộc sở hữu một làn da như là nâu, sậm màu, nên chọn cái trang phục nói chung hơi bị khó. Tại vì mình phù hợp sặc sỡ thì cũng không được, nó bị nước da mình nó bị tối, nên chọn một cái trang hợp đối chung là cũng hơi bị khó. Mình chỉ đi làm mình chỉ cứ là đồng phục của công ty, rồi đơn giản như là những nào hôm nào không mặc đồng phục thì quần jean, áo thun, cũng có mặc đầm nhưng những đầm đơn giản. Ví dụ như chị đi làm thì chị mặc đẹp hơn mọi người thì như thế nào? Đôi lúc cũng có nhưng cũng muốn chứ, lúc nào mình cũng phải muốn mình đẹp. Là phụ nữ ai cũng thích mình đẹp hết. Những ngày không mặc đồng phục mình cũng có mặc đầm. Còn mà ngày ở nhà chỉ mặc đồ bộ. Có bao giờ mặc quần sọt đi uống cà phê với ông xã với các con chưa? Không. Quần sọt thì không bao giờ. Tại vì mình lứa tuổi của mình á, nói chung là nó lẫn cũng không còn tinh, không còn trẻ nữa, mà nó già cũng không phải. Nó lẫn nên mình phải chọn phù hợp. Dạ. Bây giờ em rất muốn biết là lý do vì sao mà chị lại đăng ký tham gia vào chương trình này. Tôi đã nói là phụ nữ nhất gian nhì da, thứ ba mái tóc. Dạ. Da thì mình không có rồi. Da cũng không luôn. Mái tóc còn tạm thôi. Nên mình cũng muốn làm thay đổi là phong cách.
để được mà tự tin hơn. Chị sanh em bé đầu thì cách đây cũng khá là lâu rồi đúng không? Ở cái lúc mà mình mang bầu đi chị, cái đỉnh điểm mà chị tăng cân nhiều nhất á là bé trước hay là bé sau? Bé trước. Tại mình mà từ con gái còn 40kg à. Mà đã lúc mà con ba là tăng 25kg. 25kg. Cái lúc mình xuống là bắt đầu là những làn da của mình nó không có kịp đàn hồi nên có tình trạng đi rạn da. Đúng rồi. Khi mà chị mang bầu bé thứ hai thì chị lên có lên cân nhiều như vậy không? Lên tiếp. Lên tiếp nữa. Lên tiếp. Trở lại ban đầu bé đầu là đã xuống 46kg. Từ 4 là giảm được 46kg, bé thứ hai cũng tăng lên ít tiếp rồi. Bây giờ vẫn giữ là 49 đến 50kg. Không còn giảm nữa. Dạ chị Yên. Em có khuyết điểm là em không làn da tối màu á. Nói chung là những hai vùng cánh tay nữa. Nên lúc mình phối đồ rất là khó, nên em muốn được chị tư vấn là chọn được trang phục phù hợp với dáng với cái làn da của mình. Đã được mình đi chơi, mình vừa được đi làm. Yên nghĩ làn da thì không có vấn đề gì hết, tại vì làn da của bạn rất là ổn. Làn da nâu thì nó cũng có cái ưu điểm của nó, nhưng mà cũng giống như Uyên thì chiều cao của bạn nó không được thuận tiện lắm cho bạn khi chọn trang phục. Uyên cũng rất vất vả với vấn đề này, nên do đó để Uyên giúp mình chọn cái trang phục dễ dàng hơn. Một chiếc đầm đen phối ren như vậy nó sẽ dễ dàng cho bạn trong việc ví dụ ban ngày đi làm, đến chiều tối bạn có thể đi với bạn bè một cái tiệc nhỏ nào đó, nó cũng rất là phù hợp. Và cái màu đen như vậy làm cho bạn gọn hơn, dán váy bút chì như vậy sẽ làm cho bạn cao hơn. Với cái đầm như vậy thì bạn đừng đeo dây đeo, đừng thối thêm dây đeo, bởi vì cái ren này nó đã có họa tiết như vậy, đeo dây đeo vô nó làm phản tác dụng, nó làm mất cái đẹp của cái phần ren ở cổ. Phần ren ở tay thì làm cho cánh tay bạn thon hơn là mặc áo cánh tay hay là áo tay ngắn. Đây là cái gam màu trắng đen này là một gam màu mà muôn thuở, dù là gam màu này là gam màu cổ điển nhưng mà nó sẽ hợp với gần như 100%. Không ai mà không hợp với gam màu trắng đen này hết, bởi vì gam màu trắng đen này phối với nhau nó toát lên một sự hiện đại, đẹp, lịch lãm. Còn như nó những cái gam màu nổi kia thì nó có cái đẹp riêng của nó, nhưng riêng gam màu trắng đen thì lúc nào cũng đẹp nhất. Với cái trang phục ôm như vậy, ôm bút chì như vậy thì nó nhìn nó ôm như vậy nhưng nó lại che được phần bụng của bạn, bởi vì nó có cái đai như này bạn nhé. Làm cho bạn gọn, tự tin. Và trang phục này ngoài đi làm ra thì sau giờ làm bạn vẫn có thể đi tiệc với bạn bè được. Nó có thể đi kèm với một chiếc túi xách, nhưng mà túi xách không nên đi tông màu khác ngoài màu đen. Với chiếc đầm này là chiếc đầm mà thật sự là nó cũng hợp với form dáng khá nhiều người, nhưng mà cái đầm nó không được không hợp với dáng của bạn. Bởi vì thứ nhất nó lòi phần bụng, nó ôm suông như vậy thì nó lòi phần bụng. Thứ hai nó không ôm cái phần eo như vậy, nó sẽ làm cho bạn hơi lùm xùm. Ngoài ra cái phần tay nó hơi nặng nề, nó không hợp với bạn. Nên với những dáng đầm như vậy là bạn tránh lựa chọn. Chị cho em hỏi cái form dáng của em á, ví dụ em những lựa chọn những cái form mà xòe mà có tay nó có hợp với em. Bây giờ mình nói qua cái dáng đầm xòe ha. Dáng đầm xòe như Uyên đang mặc thì cũng tùy vào cái sở thích của mỗi người. Như Uyên thì Uyên muốn ăn gian lứa tuổi của mình thì Uyên chọn dáng đầm xòe, nhưng mà khá là khó khăn. Dáng đầm xòe nó cũng có cái hay của nó là làm cho mình trẻ hơn, xinh xắn hơn, nhưng mà nó phải là ôm ở phần trên và đơn giản. Nó phải đơn giản ở phần trên, đừng có lùm xùm. Có nghĩa là họa tiết trên phần thân trên nó phải đơn giản, xong xuống dưới nó xòe ra thì nó còn tôn lên vóc dáng của mình. Và khi mình chọn giày thì mình chọn giày là gót phải mảnh mai nhọn bạn nhé, thì nó mới hợp với dáng đầm xòe. Nhưng mà phải chọn giày khá cao đó, đã đi đầm xòe mà đi giày thấp và đế bằng hay gì là lại càng phản tác dụng, lại càng làm mình xấu đi. Thế nào chị Tuyền, đã được chị Uyên lựa chọn cho cái trang phục để đi làm đẹp với chương trình ngày hôm nay, chị cảm thấy như thế nào? Làm rất là ưng ý bộ này hả? Tuyệt được chị Uyên tư vấn về cách như là cái bộ nào phù hợp với mình, tô cái dáng mình lên,
phù hợp với mình, vừa cái này có thể là vừa đi chơi vừa đi làm được. Đúng rồi, còn có thể đi tiệc nữa đúng không? Đúng rồi. Nói chung là cái chiếc đồng này rất là đa năng đúng không chị? Đúng rồi. Và bây giờ thì em sẽ đưa chị Tuyền cùng với trang phục này đến với salon tóc Shifat Tokyo. Rồi, chúng ta cùng chào chị Uyên ha. Dạ kia rồi. Xin chào. Và xin giới thiệu với chị Thanh Tuyền, đây chính là chuyên gia của salon tóc Shifat Tokyo. Với khuôn mặt của chị Tuyền, em sẽ nhuộm những tông màu nó sáng hơn, khoảng 2 tông mà nó hơi nghiêng về màu vàng một chút để tôn cái da mình sáng hơn á. Về phần cắt á thì em sẽ cắt ngắn lên một ít thôi, tại vì chị không có muốn cắt nhiều, nhưng phần mái mình cũng sẽ cắt lên. Còn về phần trang điểm á thì cái phần chân mày của mình á thì nó hơi góc cạnh nhiều quá, cho nên em sẽ tỉa vào dễ đạn cho nó gọn hơn mà nó mảnh mai hơn. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, mẹ của hai cô con gái đang muốn thay đổi ngoại hình của mình để được đẹp hơn trong mắt gia đình và đồng nghiệp. Hãy xem chị ấy sẽ thay đổi như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại bên cạnh Kim Thoa đó chính là gia đình của chị Thanh Tuyền, đây là ông xã, còn đây là hai cô con gái rất là xinh xắn của chị ấy. Chúng ta sẽ cùng chào đón chị Thanh Tuyền, xin mời. Xin chào đón vẻ đẹp mới của chị Thanh Tuyền. Ngoài cái từ là giống người mẫu quá thì em không biết là anh Đắc có còn nhận xét gì về vợ mình nữa. Lạ quá, mười mấy năm rồi mà giờ thấy lạ. Vậy hả? Như vậy là chắc chắn là rất là đẹp rồi đó chị. Cảm giác của chị như thế nào? Nói chung là thấy mình đổi mới hoàn toàn. Dạ. Khác với thường ngày rất là nhiều đúng không? Chị thích cái ngoại hình mới này của mình không? Thích ạ. Chị Tuyên, cái lúc mà được các chuyên gia tháo bức màn trên tấm gương xuống đó thì lúc đó cảm giác của mình như thế nào chị? Mà thấy mình mới lạ quá, không nhận ra mình. Vậy hả? Nhìn hoài cũng nhận mới mình. Vậy. Nói chung là cũng phải có một ít thời gian rồi là hả, nhìn kỹ, ngắm kỹ mình trong gương thì mới nhận ra mình đúng không? Đỡ người khác không? Một chiếc đầm caro kiểu công sở đơn giản với điểm nhấn là phần eo có thiết kế giúp thon gọn hơn cho vóc dáng của chị Thanh Tuyền, đồng thời tạo cho hình ảnh chị ấy thêm trẻ trung và nữ tính hơn. Chuyên gia của salon tóc Shifat Tokyo đã biến đổi mái tóc của chị với kiểu uốn cúp vào trong, nhuộm lại màu, cùng với đó là phần trang điểm tạo điểm nhấn ở đôi mắt, giúp hình ảnh mới của chị Tuyền thêm hoàn hảo. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Lúc đầu thì tóc của chị Tuyền là tóc thẳng, thì thường thì tóc thẳng thì nhìn sẽ trẻ trung hơn, còn em đã cắt và sẽ kẹp lọn lên nhẹ lên thì nhìn cho nó sang và nó có độ bồng bềnh hơn. Cái phần cắt em cũng đã cắt laser lên, và phần tóc nhuộm thì em đã ấn một cái điểm ấn là mình làm highlight nhẹ lên để cho nó có gì đó ấn tượng một chút. Còn về phần trang điểm thì em cũng trang điểm nhẹ nhàng, nhưng phần chân mày của chị thì hơi góc cạnh nhiều quá, thì em đã vẽ và tạo cái khuôn bầu nhẹ để cho chị nhìn nhẹ nhàng hơn mà sang hơn. Còn về cái màu tóc, thí dụ như bây giờ mình về nhà thì mình cần phải giữ như thế nào chị ha? Thì ở nhà thì mình có highlight á, thì mình nên gọi những cái dầu gội mình dưỡng màu á, thì màu mình sẽ giữ lâu hơn. Cái này khoảng 3-4 tháng mình chỉ cần lại salon á, thì mình chỉ dặm chung thôi, mình không cần nhuộm nhiều, nếu mà nhuộm nhiều thì cũng sẽ hư tóc. Nói chung là sau một kinh cũng vất vả để tạo một kiểu tóc rất ân ý, nên không biết gì hơn chị cảm ơn em nhiều. Và bây giờ em hỏi lại một lần nữa là chị có thích với ngoại hình mới này của mình không? Nói chung cái gì đổi mới mình cũng thích. Đổi mới là thích.